cư cao cấp. Đi vô trong cái phường 19 của quận Bình Thạnh khám phá phường Chu Trà, những căn nhà ở đây ha. Rồi bên trái chúng ta là cái dãy chung cư gọi là chung cư Ngô Tất Tố ha. Bên trái có chúng ta có trường trung học cơ sở Phú Mỹ, chung cư Phạm Viết Chánh ha. Đây là khu phố 3. Và bên trái chúng ta là trường tiểu học Thạnh Mỹ Tây. Ôi. À, bên phải chúng ta là trường Đại học Tôn Đức Thắng. Con đường Ngô Tất Tố này được xem là thiên đường ăn uống. Đây ha các bạn, đường dẫn đi lên cây cầu Thủ Thiêm, cây cầu Văn Thánh Hai, cũng như là cái con đường Nguyễn Hữu Cảnh này được xem là tai tiếng một thời những năm 2000 đến 2005. Bên trái chúng ta khi xưa nó là cái hồ bơi quân đội các bạn. Đây là sở thú ha các bạn. Anh Đức Thắng đó quẹo đây nè, quẹo chạy đến đây nè, cuối đường ngay đây góc ngã tư này nó có một cái cây gọi là cây cổ thụ, nó rất là lớn ở đây, góc ngay đó là cái cổng sau. Hẻm số 5 đường Nguyễn Trung Ngạn ha. Đây là cái trung tâm thương mại Sài Gòn, tòa nhà 33 tầng các bạn. Chúng ta đã đến trung tâm của quận nhất như trung tâm của Sài Gòn đó, phía bên đó là đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đường Lê Dẫn, kia là Thảo Cầm Viên, đây là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hòa Bình, đại lý phân phối hãng xe ô tô. Rồi, hello, chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại video mới nhất của mình. Hiện tại chúng ta đang có mặt dưới chân cầu Sài Gòn, phía bên này là phía Bình Thạnh, qua bên đó là trực thuộc quận 2 các bạn. Đây là đường Điện Biên Phủ, từ cầu Sài Gòn chạy về đến đó là ngã tư Hàng Xanh ha. Phía bên này là cầu Nguyễn Hữu Cảnh. Ở trước mặt chúng ta là nguyên cái khu Vinh Hơn Tân Cảng, là nhà Landmark 81 tầng. Thì sáng nay chúng ta sẽ đi đường Nguyễn Hữu Cảnh các bạn, để vào trung tâm của Sài Gòn. Thông qua con đường Nguyễn Hữu Cảnh xuống dưới chân cầu Sài Gòn, chúng ta quẹo phải ôm cua dưới cái chân cầu. Những tòa nhà cao ốc văn phòng cho thuê, khúc đoạn này vẫn là trực thuộc đường Điện Biên Phủ. Đây, đây là trực thuộc phường 25 quận Bình Thạnh. Cái khu bên đó phường 25 mình quay cho các bạn xem rồi ha. Hôm nay chúng ta sẽ đi từ cầu Sài Gòn vào trung tâm quận nhất, vào chợ Bến Thành theo hướng đường Nguyễn Hữu Cảnh. Đây là Ôn Văn Khiêm ha. Để thẳng ra đường quốc lộ 13 ngay mũi tàu của bán đảo Thanh Đa. Đường bên đó là đi vô Vincom đó các bạn, vô khu Vinh Hơn Tân Cảng ha. Có ba len đường, len ở chính giữa đó là đi vào, còn len bên trái kia là đi ra, còn len ở ngoài cùng này là chúng ta sẽ đi lên cây cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh. Đó, bên trái là khu Vinh Hơn Tân Cảng. Đây ha các bạn, cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh. Cầu này thì tháng 9 năm 2022 thì bị cái sự cố nứt cầu á các bạn, cho nên cấm đi luôn cả xe gắn máy lẫn xe hơi. Mới sửa xong đâu là đầu tháng 2 năm 2023 này, và cho đi lại bình thường à. Phía dưới là đường Điện Biên Phủ từ ngã tư Hàng Xanh chạy về cầu Sài Gòn. Phía bên trái ở dưới là có cái showroom của Honda, showroom xe hơi. Bên cái
khu Bình Thơm Tân Cảng luôn. Đây chúng ta bắt đầu bước xuống đường Nguyễn Hữu Cảnh. Con đường Nguyễn Hữu Cảnh này có tổng chiều dài khoảng 3,6 cây. Cái dự án đường Nguyễn Hữu Cảnh với lại cầu Nguyễn Hữu Cảnh với cầu Văn Thánh Hai là được khởi công xây dựng vào năm 1997 các bạn, đến năm 2002 thì hoàn thành, nhưng mà bắt đầu từ năm 2002, 2003, 2004, 2005 liên tục 3 năm liền là cái cầu Văn Thánh Hai với cái con đường Nguyễn Hữu Cảnh này bị sự cố nứt lún liên tục, sửa chữa mấy năm trời. Mức kinh phí đầu tư lúc ban đầu năm 97 đó là khoảng 300 tỷ à. Sau một năm đó đội vốn lên là 400 tỷ. Và đường này được xem là cái con đường nổi ám ảnh mỗi khi đi làm về, hoặc là chiều cường, hoặc là mưa lớn là ngập lún. Mới khắc phục được khoảng 1-2 năm nay các bạn. Đường hầm đó là cho xe gắn máy đi được ha. Nhưng mà mình đi ở trên để mình quay cho các bạn xem. Bên này là Sài Gòn kia, tòa nhà chung cư cao cấp. Ở đây tòa nhà Sunwood đây các bạn. Trong đó có dãy lóc nhà gọi là White House ha. Rồi Silver House, Gold House, nhà trắng, nhà bạc và nhà vàng. Đây cầu Thủ Thiêm ha các bạn. Đó, Sunwood View. Thôi chúng ta quẹo phải đi, đi thẳng chút chúng ta ra Hoành Đa Lại, đi vô trong cái phường 19 của quận Bình Thạnh khám phá không? Phường 19 ha. Đường này là đường Ngô Tất Tố á các bạn. Video trước mình có quay cái cảnh cái cầu Thủ Thiêm này ha, với cái video từ ở ngã 6 Cộng Hòa chạy về đến cầu Sài Gòn, có đi ngang cái chợ Thị Nghè, mình có chỉ con đường Ngô Tất Tố này rồi ha. Bên phía quận 2 qua, thông qua cái cầu Ngô Tất Tố đi qua phường 19. Đây thuộc phường 19 quận Bình Thạnh. Bên phải là phường 22, bên trái là phường 19. Đi qua cây cầu gọi là cây cầu Phú An. Đây, trên cây cầu có cái đường tuyến metro Bến Thành Suối Tiên đó các bạn. Hướng này chạy về trung tâm Bến Thành đó. Phía bên này là từ cầu Sài Gòn đây các bạn. Hồ Chu Cha, những căn nhà đây ha. Sống một ven con kênh gọi là con kênh Văn Thánh. Hướng đó là chạy ra cầu Văn Thánh đó các bạn. Ngôi nhà sập sệ bên ven con kênh. Rồi bên trái chúng ta là cái dãy chung cư gọi là chung cư Ngô Tất Tố ha, tại vì nó nằm trên đường Ngô Tất Tố. Trong cái khu phường 19 này có hai cái dãy chung cư với chung cư này, ba lóc nhà ABC, chung cư Ngô Tất Tố. Bên trái có chúng ta có trường trung học cơ sở Phú Mỹ.
ta quẹo trái vào khám phá cái phường 19 của quận Bình Thạnh, một cái trường trung học cơ sở mang tên Phú Mỹ. Đường này có tên là đường Trần Quang Long. Rửa xe chuyên nghiệp luôn. Cuộc sống của người dân tại cái khu chung cư Ngô Tất Tố, và bên phải chúng ta đây là chung cư Phạm Viết Chánh nha các bạn. Đó, bên phải chúng ta là những lốc nhà của cái chung cư gọi là chung cư Phạm Viết Chánh, tại vì nó nằm trên đường Phạm Viết Chánh ha. Chúng ta chạy hết đường Nguyễn Văn Long gì đó, giờ ra đường này là đường Phạm Viết Chánh đây. Đây, nếu chúng ta quẹo trái là chúng ta ra lại đường Nguyễn Hữu Cảnh đó các bạn. Ta đi một vòng khám phá cái khu phường 19 chung cư Phạm Viết Chánh ha. Có công viên hệ thống cây xanh khá là tốt. Rất là nhộn nhịp. Ở dày gần các trường trung học với là trường đại học. Đây là khu phố 3. Và bên trái chúng ta là trường tiểu học Thạnh Mỹ Tây. Một cái trường tiểu học, một cái trường trung học cơ sở. Ta quẹo phải vô đường này là đường Huỳnh Mẫn Đạt. Dòng Đức Bà Truyền Giáo, trường Mẫu Giáo Thanh Tâm. Ở nhà rất là lâu rồi. Ôi. Nhà rất là uy nghi ha, mới tanh luôn các bạn, chưa có ai vô ở luôn, hoàn thiện coi như gần xong rồi, 98-99%, giờ chờ dọn đồ với lắp đèn nữa là xong. Hay là các bạn quẹo trái là chúng ta đi ra cầu Thị Nghè, chợ Thị Nghè, con đường Nguyễn Văn Lạc. Quay các bạn xem cái video trước này ha. Đó, chúng ta vừa mới đến ngay chỗ cái góc ngã tư đó, gọi là cái công trường Tự Do. Video trước chúng ta đi trên đường này, chạy thẳng ra là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh các bạn, để đi ra ngã tư Hàng Xanh. Đó, đến đây mình nói với các bạn, đây là cái đường Ngô Tất Tố, sẽ đi qua cây cầu Thủ Thiêm, kết nối giữa quận Bình Thạnh và quận 2. Quán ăn, quán uống rất là nhiều. Trái có cái khu chung cư cao cấp City Garden số 59 Ngô Tất Tố. Bên phải chúng ta là trường Đại học Tôn Đức Thắng các bạn. Chúng ta đã ôm chọn một dòng cái khu phường 19 của quận Bình Thạnh, hai cái chung cư
chung cư Ngô Tất Tố, đường này là đường Ngô Tất Tố ha, và cái chung cư Phạm Viết Chánh, tại vì nó nằm trên đường Phạm Viết Chánh. Chúng ta chạy ra lại đường Nguyễn Hữu Cảnh. Đây hả các bạn, hướng tiến ra metro chạy về Bến Thành. Mít Tôn Nữ, Mít Thái. Con đường Ngô Tất Tố này được xem là thiên đường ăn uống rồi. Đó, video khám phá phường 22 mình có đi cái đường hẻm này ha, chui dưới dạ cầu Văn Thánh 2. Thôi chúng ta ra lại đường Nguyễn Hữu Cảnh đây ha các bạn, đường dẫn đi lên cây cầu Thủ Thiêm bắc qua bên quận 2, kết nối giữa quận Bình Thạnh và quận 2. Quẹo phải vào lại đường Nguyễn Hữu Cảnh. Đây là cây cầu, gọi cây cầu Văn Thánh 2. Cây cầu Văn Thánh 2 cũng như là cái con đường Nguyễn Hữu Cảnh này được xem là tai tiếng một thời những năm 2000 đến 2005. Dự án được chính phủ cho phép khởi công xây dựng vào năm 1997. Đây ha các bạn, hồi nãy chúng ta đi trong cái cây cầu An Phú, Phú An ở trong đó ha. Đây là một nhánh của phường 22, chuyển ga metro chạy thẳng về Bến Thành, cầu Văn Thắng 2 đây ha các bạn. Khi xưa cái cây cầu này nó lún sụp xuống, và cái trong quá trình xây dựng cây cầu này làm nứt nẻ những căn nhà ở dưới đó đó các bạn. Nói chung là tốn rất là nhiều giấy mực cho cái con đường và cây cầu Nguyễn Hữu Cảnh thần thánh này. Phía bên trái chúng ta khi xưa nó là cái hồ bơi quân đội các bạn, ngay chỗ quỹ đất trống đó nó có cái hồ bơi khi xưa là dành cho hải quân không à. Khu đây là gần khu Ba Son mà các bạn, gần chỗ khu công nghiệp đóng tàu, khu đóng quân của hải quân. Trái cái nhà đó là cái trạm bơm cho cái nhánh kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đó các bạn. Đây là cầu Thị Nghè 2 ha, bắc qua cái con kênh. Đây là hạ nguồn các bạn, thượng nguồn là nằm ở phía Tân Bình ha. Mình quay cái tuyến kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè này dài 11 cây từ ở Bình Tân Bình, từ hạ nguồn, từ đầu nguồn Tân Bình về đến Bình Thạnh quận nhất này ha. Đây là sở thú ha các bạn. Phía bên đó là cách khoảng cây số là cây cầu Thị Nghè 1. Xây cây cầu Thị Nghè 2 này
chung toàn tuyến cái con đường Nguyễn Hữu Cảnh này có tổng chiều dài là khoảng gần 4 cây ha, 3 cây 6. Các bạn, trước mặt chúng ta đây là những chung cư, tòa nhà cao ốc thuộc loại là luxury ha, thuộc loại là cao cấp các bạn, có tên là Vinhome Golden River. Nơi đây toàn là nước ngoài với các đại gia, các chuyên gia nước ngoài sinh sống thôi. Đó, phía bên phải này là cái khuôn viên của sở thú ha. Đằng sau đó như là cái chuồng chuồng hưu cao cổ với lại chuồng voi các bạn. Bên trái là Ren Mariana, đây là thuộc dự án của tập đoàn Mastery Home, một tập đoàn chuyên về bất động sản. Đây là đường Nguyễn Bỉnh Khiêm chạy thẳng là trước của cổng Thảo Cầm Viên hay gọi là sở thú ha các bạn. Đó, khi xưa thì cái đường Nguyễn Hữu Cảnh không có đó, thì cái con đường này nó nhỏ xíu rồi các bạn, nó bề ngang khoảng từ đây qua đến đây nói chung là nó khoảng chừng 5 mét, à nó nhỏ tí xíu à, nó là đường nhỏ như trong vậy nè, nhỏ xíu à. Đến đó, đến đường Tôn Đức Thắng đó, quẹo đây nè, quẹo chạy đến đây nè, cuối đường ngay đây góc ngã tư này nó có một cái cây gọi là cây cổ thụ, nó rất là lớn ở đây, góc ngay đó là cái cổng sau của ngay chỗ cái bảng cấm đỏ đỏ đó là cái cổng sau của sở thú đó các bạn, là ôm trái để đi vô đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Khi xưa ngay chỗ đó là tai nạn gái mấy dâm, gọi là đi tàu nhanh luôn. Sau cái gốc cây cổ thụ đó nó bự lắm các bạn, nó bự gấp 3 lần cái cây gốc này nè. Nhiều lúc đi ngang là thấy đằng sau, đằng trước để chiếc xe, đằng sau là coi như là đi tàu nhanh luôn. Thì con đường Nguyễn Hữu Cảnh này sau này mới mở rộng lớn như vậy, lúc trước nó nhỏ xíu à. Đó, con đường quẹo quẹo tắt để đi về Thảo Cầm Viên các bạn. Đây chúng ta quẹo phải để đi vào đường Tôn Đức Thắng, khi xưa là đường Cường Để khoa giáo dục mầm non dòng Thánh Phaolô. Và bên phải đây là cái khu phố văn hóa hẻm số 5 đường Nguyễn Trung Ngạn ha. Cái hẻm Nguyễn Trung Ngạn này mình có quay cho một bác ở bên nước ngoài bác xem rồi, khi xưa họ có sinh sống tại cái khu vực trong đó. Nơi đó được xem là cái con hẻm ngắn nhất của Sài Gòn, hẻm cục. Đây ha các bạn, đây là cái trung tâm thương mại Sài Gòn, tòa nhà 33 tầng. Đây được xem là cái tòa nhà cao nhất vào thập niên 2000. Ở bên phải đây là showroom của Audi. Các bạn, chúng ta đã đến trung tâm của quận nhất như trung tâm của Sài Gòn. Đó, phía bên đó là đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đường Lê Dũng, kia là Thảo Cầm Viên, đây là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hòa Bình
đại lý phân phối hãng xe Audi. Rồi sáng nay cũng đi quay cho các bạn xem về cái con đường Nguyễn Hữu Cảnh dẫn từ cầu Sài Gòn vào trung tâm của quận Nhất. Rồi các bạn nhớ bấm like và chia sẻ video giùm mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.